Hi guys, trong video này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cách các bạn cách chúng ta refactor code như sao cho nó gọn nghĩa đẹp đẽ. Trong video lần trước thì mình đã chỉnh sửa lại một chút, refactor lại một chút cái hàm goto. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng nó có hai cái dòng lệnh để mà mình di chuyển đến những cái mục post. Thì mình sẽ giải thích. Trên giao diện của trang web thì chúng ta thấy rằng ở đây là cái phần navigator, navigation đó là cái phần left menu. Thì chúng ta sẽ tổ chức một cái class để điều phối cái việc di chuyển giữa những cái page với nhau. Thì mình sẽ đặt ở đây một cái gọi là cái left navigator. Đó là biểu hiện cho toàn bộ cái khu vực này. Và bây giờ bạn muốn đi đến đâu, chẳng hạn như đến cái page này, thì bạn sẽ click vào cái page này. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái phương pháp gọi là nest class, cái lớp lồng nhau. Thì mình sẽ tổ chức ở đây là một cái lớp tên là cái lớp page. Rồi đến cái page xong là on page thì chúng ta sẽ thực hiện việc select. Đây chúng ta di chuyển từ cái left menu này. Cái đây, rồi di chuyển về đây, đó, thì cái việc này nó chúng sẽ giúp chúng ta tổ chức code nó dễ hiểu hơn. Và giờ thì mình sẽ implement cái đoạn này. Thì trước tiên là chúng ta sẽ phải tạo một cái class là left menu. Ok, new file đi. Đây mình đã tạo ra rồi đây. Public lên. Tiếp theo thì mình sẽ tạo một cái class lồng vào bên trong cái class này. Đây, mình copy luôn cái class bên trong mình đặt vào đây. Và mình đổi tên nó lại thành page, tương tự như vậy với cái on page này, mình cũng làm như thế. Thì đây gọi là cấu trúc lớp class lồng nhau ạ. Thì trong này mình sẽ viết cái hàm select, cái phương thức select. Thì select thì nó chính là cái này thôi. Ok. Using cái OpenQA này. Ok. Rồi. Thì tương tự như vậy mình cũng làm một cái ở đây. Nhưng mà cái phần này là go to post thì cái giao diện nó sẽ khác, là click vào cái post này. Rồi click vào cái on post để select. Đó. Thì mình nghĩ là nó cũng giống như ở bên đây thôi. Mình sẽ implement dần dần lên. Không phải, nó sẽ tương đương với cái này này. Ok. Thì ở đây sẽ là gì đây? Post.
Unpost. Ở đây là Unpost. Ok, xong này làm select. Cũng là select thôi. Mình copy cái code này vào đây. Ok, code đã trông gọn gàng đi rất là nhiều. Và mức độ coverage của chương trình chúng ta đã giảm đi. Ok, mình tạm thời dừng cái clip này tại đây và sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục cách refactor code trong những clip tiếp theo.